Sau đây là nội dung bài huấn dụ của Đức Thánh Cha Francisco trong buổi tiếp kiến chung hàng tuần vào sáng thứ Tư ngày 13 tháng 6 năm 2018 vừa qua. Đức Thánh Cha Francisco bắt đầu loạt bài giáo lý của Ngài về các giới răn. Anh chị em thân mến, hôm nay chúng ta bắt đầu tìm hiểu về các giới răn. Trong chương 10, tin mừng theo Thánh Marco kể lại cuộc gặp gỡ giữa Chúa Giêsu và người thanh niên giàu có ước muốn một cuộc sống tràn đầy, nên anh đến quỳ gối trước mặt Chúa và thưa rằng: Lạy Thầy, con phải làm gì để có được cuộc sống đời đời? Chúa Giêsu đáp: Sao anh nói tôi là nhân lành? Không ai nhân lành cả trừ một mình Thiên Chúa. Hẳn là anh biết các giới răn: chớ giết người, chớ ngoại tình, chớ trộm cắp, chớ làm chứng gian, chớ làm hại ai, hãy thờ cha kính mẹ. Anh ta nói: Thưa Thầy, tất cả những điều đó tôi đã tuân giữ từ thuở bé. Chúa Giêsu đưa mắt nhìn anh ta và đem lòng yêu mến. Người bảo anh ta: Anh chỉ còn thiếu một điều thôi, là hãy đi bán những gì anh có mà chia cho người nghèo. Anh sẽ có được một kho tàng trên trời, rồi hãy đến đây theo tôi. Trong câu hỏi đó có thách đố của mọi cuộc sống, cả thách đố cuộc sống của chúng ta nữa. Ước mong một cuộc sống tràn đầy, vô tận, vĩnh hằng. Nhưng làm thế nào để đạt được nó đây? Phải theo con đường nào? Sống thực sự, sống một cuộc đời cao quý. Có biết bao nhiêu người trẻ tìm sống nhưng rồi lại tự hủy hoại mình bằng cách chạy theo những phù phiếm mau qua. Có vài người nghĩ rằng tốt hơn là dập tắt thúc đẩy này, thúc đẩy của sự sống, bởi vì nó nguy hiểm. Tôi muốn đặc biệt nói với giới trẻ: kẻ thù tệ hại nhất của chúng ta không phải là các vấn đề, cho dù chúng có nghiêm trọng và thê thảm tới đâu đi nữa. Nguy hiểm lớn nhất của cuộc sống là một tinh thần thích nghi xấu, không phải sự dịu hiền hay khiêm nhường, nhưng là sự tầm thường soàn sỉnh, là sự hèn nhát. Một người trẻ soàn sỉnh là một người trẻ có tương lai hay không? Thưa không. Anh ta ở lại đó, không lớn lên, không trưởng thành. Anh sẽ không bao giờ thành công. Sự soàn sỉnh hay sự hèn nhát là như thế. Những người trẻ sợ hãi mọi sự. Có người nói: không, tôi thì không như vậy đâu. Những người trẻ này sẽ không tiến tới. Phải dịu hiền, phải mạnh mẽ, nhưng không hèn nhát, không được tầm thường, không được soàn sỉnh. Trưng Phúc Prasati là một người trẻ đã nói rằng cần sống chứ không phải là kiểu sống vật vờ. Những người soàn sỉnh thì sống vật vờ, phải sống với sức mạnh của cuộc sống. Cầu xin Thiên Chúa Cha trên trời cho người trẻ ngày nay ơn của sự âu lo lành mạnh. Nhưng ở nhà, trong các nhà của anh chị em, trong mỗi gia đình, khi thấy một người trẻ ngồi đó suốt ngày, đôi khi cha mẹ nghĩ rằng thằng này bệnh, nó có cái gì đó, và cha mẹ mang nó đi bác sĩ. Cuộc sống của người trẻ là tiến tới, là âu lo lành mạnh, là khả năng không hài lòng với một cuộc sống không vẻ đẹp, không màu sắc. Nếu các người trẻ sẽ không đói khát cuộc sống đích thật nữa, thì tôi tự hỏi nhân loại sẽ đi về đâu? Nhân loại sẽ đi về đâu với các người trẻ không biết âu lo? Câu hỏi của người trẻ trong tin mừng mà chúng ta mới nghe ở bên trong từng người trong chúng ta: làm thế nào để tìm ra ý nghĩa của sự sống tràn đầy, một niềm vui hạnh phúc? Chúa Giêsu trả lời: anh có biết các giới răn không? Và Ngài trích lại một phần của 10 điều răn. Đó là một tiến trình sư phạm. Qua đó Chúa Giêsu muốn dẫn tới một nơi chính xác. Thật đã rõ ràng từ câu hỏi là người ấy không có sự sống tràn đầy. Anh ta tìm cái gì hơn nữa? Anh ta âu lo.
Như vậy anh ta phải hiểu cái gì đây? Anh nói, lại thầy, tất cả những điều này con đã giữ từ tấm bé. Làm thế nào để từ tuổi trẻ bước sang tuổi trưởng thành đây? Đó là khi người ta bắt đầu chấp nhận các hạn hẹp của mình. Người ta trưởng thành khi tương đối hóa mình và ý thức được điều còn thiếu. Người thanh niên trong tin mừng này bị bó buộc thừa nhận rằng tất cả những gì anh có thể làm được không vượt quá một mái nhà, không đi quá một ranh giới. Tuổi trẻ thật là đẹp biết bao. Thế nhưng có một sự thật, đó là trong lịch sử của các thế kỷ cuối cùng, con người đã thường khước từ sự thật về các hạn hẹp của nó với các hậu quả thê lương. Trong tin mừng, Chúa Giêsu nói lên điều gì đó có thể giúp cho chúng ta. Anh em đừng tin rằng Thầy đến để hủy bỏ lề luật hay các ngôn sứ. Thầy không đến để hủy bỏ, nhưng là để kiện toàn. Chúa Giêsu ban tặng sự thành toàn. Ngài đến cho việc này. Người thanh niên trong tin mừng phải đi đến ngưỡng cửa của một cuộc nhảy vọt, nơi mà mở ra một khả thể để anh không còn sống cho chính mình vì các công việc, các của cải riêng mình, nên cần phải bỏ mọi sự để theo Chúa. Nhìn cho kỹ trong lời nói cuối cùng của Chúa Giêsu, không có đề nghị của sự nghèo khó, nhưng là sự giàu có, sự giàu có đích thực. Anh chỉ còn thiếu một điều là hãy đi bán những gì anh có mà chia cho người nghèo. Anh sẽ có một kho tàng trên trời, rồi hãy đến theo tôi. Khi có thể chọn một bản gốc và một bản sao, ai lại chọn bản sao bao giờ? Đó là thách đố. Tìm ra bản gốc của sự sống, chứ không phải tìm bản sao. Chúa Giêsu không cống hiến các thay thế, nhưng cống hiến sự sống thật, tình yêu thật, sự giàu có thật. Làm sao giới trẻ có thể đi theo chúng ta khi họ không thấy chúng ta lựa chọn bản gốc, nếu họ thấy chúng ta tùy thuộc vào các mật thước nữa vời? Thật là không tốt chút nào khi thấy các Kitô hữu nửa vời. Kitô hữu, xin phép tôi dùng từ này, đó là các Kitô hữu thiểu năng. Họ lớn lên cho tới một cỡ nào đó rồi thôi. Kitô hữu với con tim thu nhỏ lại, đóng kín. Thật là không tốt khi thấy các loại Kitô hữu kiểu này. Cần phải có gương của một ai đó mời gọi tôi đi xa hơn, lạc nhiều hơn, lớn lên một chút. Thánh Ignacio gọi đó là Maxis. Hơn nữa là lửa, là sự nồng nhiệt của hành động thức tỉnh những người đang ngủ say. Con đường của cái thiếu đi ngang qua cái có. Chúa Giêsu đã không đến để hủy bỏ lề luật hay các ngôn sứ, nhưng để kiện toàn. Chúng ta phải khởi hành từ thực tại để làm bước nhảy vọt vào điều còn thiếu. Chúng ta phải dò xét cái bình thường để rộng mở cho sự ngoại thường. Trong các bài giáo lý này, chúng ta sẽ lấy lại hai tấm bia của ông Môsê trong tư cách của các tín hữu Kitô. Nắm lấy tay Chúa Giêsu để từ bỏ các ảo tưởng của tuổi trẻ, bước vào kho tàng trên trời bằng cách bước theo Chúa. Chúng ta sẽ khám phá ra trong từng lề luật cổ xưa và khôn ngoan cánh cửa do Thiên Chúa Cha trên trời mở ra, để Chúa Giêsu là đúng đã bước qua đó, dẫn đưa chúng ta vào sự sống thật, sự sống của Ngài, sự sống các con cái của Thiên Chúa.